Hai chồng già cũng cảm ơn các nhà mạnh thường quân, có nhà hảo tâm nó giúp đỡ cho hai chồng để có chỗ che nắng che mưa, cái nhà cũ nó không sập rồi đó. Nhưng bây giờ thấy nhà thì quá đẹp đó. Chào cô chú anh chị và các bạn. Dạ kính thưa cô chú anh chị, hôm nay thì Yến tiếp tục làm bàn giao thêm một căn nhà nữa, đó là căn nhà của ông bà cụ làm nghề may đồ. Dạ thì Yến trước tiên cũng xin thay mặt cho ông bà xin cảm ơn cô chú anh chị Mạnh Thường Quân, các nhà hảo tâm đã giúp đỡ cho ông bà có một cái ngôi nhà lành lặn để ông bà có thể ở lúc mà tuổi già. Dạ bây giờ Yến mời cô chú anh chị cùng Yến mình vào bên trong mình xem cái nhà mới của ông bà nha. Nhà của ông bà thì hôm trước Yến cũng có nói là mình xây nửa tường nửa tôn, một phần là tiện chế, chủ yếu mình xây để tiết kiệm chi phí cho ông bà cô chú anh chị. Dạ thì ở trước mình cũng xây là cái mặt tôn luôn, ở phía trên thì mình có một cái này gọi là cái mái hiên ở ngoài đó. Dạ mình làm cái kiểu cánh hén ra ngoài, cũng rất là chắc chắn nha. Rồi đây phần cửa sổ nè, với lại cửa lớn hai bên nha. Đó thì cái này là cái mặt tiền. Rồi bên trong mình đi vào bên trong. Còn bên trong thì hai bên thì mình sẽ xây tường cao lên 1 mét thì cao tới đây. Dạ, cái này cũng cao hơn 1 mét một chút đó cô chú anh chị. Dạ, còn phía trên là mình sẽ làm cái phần tôn lên tới trên mái luôn. Dạ. Và trước tiên thì về phần bàn thờ thì vẫn được cô chú Tịnh Từ và Chí Trung ở Mỹ thì tặng cho bàn thờ. Nhưng mà đợt này Hiển không có mua tượng Phật hay là tượng hình gì hết, tại vì ở nhà thì ông bà là thờ, có thờ ông bà rồi, cho nên là Yến không có mua tượng. Dạ đợt này thì chỉ cắt kiến với lại làm bàn thờ cho ông bà thôi. Dạ. Rồi về phần điện á cô chú anh chị, thì ở đây cô chú anh chị thấy bình thường Yến chỉ làm nhà kia thì mình chỉ có một cái bóng đèn tròn ở giữa phòng thôi, nhưng mà riêng cái nhà này thì mình có hai cái bóng đèn dài hai bên luôn. Nhà thì Yến cũng xin giải thích một chút á, là tại vì đáng lý thì mình làm một bóng thôi thì cũng đủ, nhưng mà tại vì Yến biết là ông cũng còn may đồ, cho nên là Yến tăng cường Yến làm thêm một bóng nữa để cho ông may đồ á, thì cũng sáng hơn, là ông cũng lớn tuổi thì mắt cũng yếu á, cô chú anh chị. Nhà và đặc biệt thêm một chút nữa là về cái phần điện nhà này thì cô chú anh chị thấy là mình cũng làm CB đồ đầy đủ, gắn rất là an toàn, nhưng mà về cái phần ống dẫn á, thì bình thường ở nhà tường thì mình làm ống dẫn là ống màu trắng nha. Ống dẫn là ống màu trắng, nhưng mà đợt này mình làm cái ống dẫn cái màu này nè. Đây, cái màu này, mà cái ống này thì nó an toàn hơn nữa cô chú anh chị. Khi mà nhà to nó thì mình để cái ống này thì nó sẽ an toàn hơn. Với lại mình không làm cái ống màu trắng là tại cái ống này màu này nó hiện thấy nó cũng hợp hơn với cái màu của cái màu tôn nhà tôn nữa. Dạ, cho nên á mình đổi cái ống này, toàn bộ dây điện là đều dẫn bằng cái ống này hết cho nên nó an toàn nha. Cũng có CB chống giật rồi đàng hoàng hết luôn để đảm bảo cho gia đình sử dụng không bị gì hết. Quạt gió. Bàn với hai cái ghế giống như thường lệ là Yến mua cái bàn hai ghế. Yến quên nói cái phòng khách này, cái nhà này thì mình đổi cái mẫu gạch cô chú anh chị, cũng là mẫu vân gỗ luôn, nhưng mà cái ở khu vực này á, thì người ta không có cái vân gỗ kia, cho nên Yến mua cái vân gỗ này hơi sáng hơn một chút. Dạ nhưng mà Yến thấy cũng rất là sạch sẽ, nhà không có con nít thì mình mua cái vân sáng này Yến nghĩ nó cũng không có đến nỗi dơ. Dạ nó cũng sạch sẽ cô chú anh chị, màu này sáng ha. Bình thường Hiển mua một bàn hai ghế thôi, nhưng mà bữa nay mua thêm hai cái ghế nữa. Đây hai cái ghế giữa này nha. Hai cái ghế này là mình ngồi lên là dựa ra sau luôn cô chú anh chị, dựa ra vậy luôn nè. Dạ mặc dù nó là ghế nhựa nhưng mà nó rất là dày và rất là cứng, ngồi không có sợ bị hư cô chú anh chị, bền lắm. Nó ghế này á là hai ông bà lớn tuổi rồi ngồi dựa vô vẫn thoải mái. Nếu mà mình mua ghế dựa bằng inox hay là bằng gỗ thì nó rất là mắc. Ghế này thì rẻ hơn, hai cái thì chỉ có 420.000 thôi. Dạ mà nó cũng bự và có cái phần này, cô chú anh chị thấy nó có cái phần dựa ra sau nè. Đó, ngồi dựa ra sau cũng rất là thoải mái, mà ghế này cũng dày dặn nữa. Cứng lắm cô chú anh chị, ghế này nó còn tốt hơn cái ghế nhỏ mình bển nữa. Đó. Mình tiết kiệm chi phí, nhưng mà cái ghế vẫn có dựa ở đây, nếu mà muốn êm á, thêm một cái đệm gối gì nữa mình để lên ngồi nữa là cực kỳ êm luôn nha. Rồi đây là tủ quần áo. Về phần tủ quần áo á, thì đáng lý là bình thường tủ này để trong phòng, nhưng mà tại vì ông bà thì lớn tuổi rồi mà đi lại thì cũng hơi không tiện á, cho nên khi mà mình để trong phòng thì sợ là khó đi cho ông bà, cho nên á là Yến cũng nói thôi để ở ngoài luôn để cho ông bà thoải mái nha. Thoải mái cái phòng ngủ của ông bà, thì cái tủ này cũng giống như tủ thường thôi.
Thì ở đây là mình có cái cửa sổ cái phòng khách chỉ vô đây nè, cũng sáng sủa. Đó, đèn mình có hai cái bóng hai bên. Rồi bây giờ mình đi vô bên trong nha cô chú anh chị. Đây thì mình cũng xây tường cao lên 1 mét nè. Dạ, con đó. Dạ. Rồi bên đây là phòng ngủ của ông bà. Thì phòng ngủ thì như thường lệ thì Yến cũng mua giường, nệm, gối, mùng mền đều cho ông bà. Ở trong phòng ngủ mình cũng có một cái cửa sổ nè, để cho nó thoáng cái phòng ngủ của ông bà. Dạ, còn phần điện thì cô chú anh chị thấy đó, mình cũng có câu cái điện nè, là bọc ống là đàng hoàng đó, cho an toàn để cho ông bà sử dụng. Đó, đáng lý là bình thường Yến xây thì Yến để cái giường, cái tủ ở đây là đều vừa hết các cái phòng. Yến xây nhà tường cũng vậy luôn. Dạ, nhưng mà tại cái này Yến không có để, là Yến muốn để cho ông bà đi lại nó thoải mái hơn, nó không bị chật chội ông bà. Dạ. Nhưng mà nếu mà sau này ông bà đổi ý muốn để vô thì cũng được, ở trong đây nó còn rộng rãi lắm. Thì đó là phòng ngủ của ông bà. Rồi mình đi ra sau nha cô chú anh chị. Ra sau thì bên đây là cái phần nhà vệ sinh. Thì đáng lẽ là Yến cũng tính là nhà vệ sinh là xây cái mặt cái cửa là xây qua bên đây nè. Dạ, nhưng mà nhiều cô chú có góp ý là nhà vệ sinh thì mình xây cái cửa vô trong cái bếp thì không có tốt, cho nên nó là Yến xây ra ngoài bên đây. Dạ, xây qua bên đây thì cho nên là nhà vệ sinh của mình ở khu vực này. Đó, cô chú anh chị, thì Yến xây nhà vệ sinh á thì Yến xây tường cao lên luôn chứ không có xây một mét. Nhà vệ sinh là mình xây tường cao lên luôn. Rồi như thường lệ thì Yến cũng có là lót gạch ở trong nhà vệ sinh nè, lót gạch nền nè, rồi gạch ở trên tường 1 mét nè, rồi dồi sen, đèn ở trong nhà vệ sinh. Dạ, và trong đây thì có xô đựng nước và nhà vệ sinh đầy đủ hết để cho ông bà sử dụng. Nhà thì xài nước máy chứ không phải xài nước cây. Ở đây là có nước máy luôn. Dạ, để Yến mở thử. Đó, cô chú anh chị thấy nước rất là mặn. Dạ. Đó, thì cái này là nhà vệ sinh của ông bà. Rồi bên đây là khu vực bếp. Hay bếp thì mình làm cũng rất là rộng rãi. Thì Yến không có làm cặp sát từ cái tôn này cái phòng, mà Yến làm từ ở chỗ này dài ra thì nó cũng cỡ hơn 2 mét luôn á cô chú anh chị, rộng rãi lắm. Ở đây thì Yến để cái kệ. Dạ, ở đây Yến để cái kệ chén là nó cũng giống như bình thường, thì cũng có mua gạo, nhu yếu phẩm với bình lạp xưởng cho ông bà. Còn trà bông thì Yến nhớ hôm trước Yến có mua vào rồi cho nên không có mua thêm trà bông. Dạ, đây nhu yếu phẩm, rồi xà bông, rồi lavabo rửa chén nha. Dạ. Cô chú anh chị thấy nước ở đây rất là mạnh, nước máy á. Dạ. Ở đây Yến mua thêm cái xào đồ để cho ông bà máng quần áo đồ ở đây. Tại cái bếp của mình cũng còn rộng rãi lắm. Đây cũng có bếp ga nè. Đó, rồi thùng đựng gạo, bình ga. Ở đây là hũ gia vị nè, rồi nồi cơm điện. Dạ, ở đây là ổ cắm điện. Đó, ổ cắm điện mình cũng có làm cái ống này đàng hoàng luôn nè. Dạ. Dạ, ở đây là cửa sổ, ở trên mình có cái đèn ngay ngoài nhà bếp này luôn. Ở đâu, ở nãy phòng ngủ cũng có cái đèn giống vậy nữa, nãy Yến quên chỉ cho cô chú anh chị xem. Dạ, đó, thì đó là cái phần bếp, thì cô chú anh chị thấy chỗ không gian này cũng rất là rộng rãi. Của mình á, cái nhà này á, chiều dài vô á, từ ở ngoài hàng ba vô thì là tầm 9 mét, chiều ngang vô là 4 mét, cô chú anh chị. Nhà này coi như là 36 mét vuông. Phần ở sau á, thì Yến có hỏi, thì do là cái phần sau này rất là chuối xuống sông. Hôm bữa Yến có nói cô chú anh chị thấy nè, cái nền mình phải nâng lên rất là nhiều. Đáng lý nhà này mình xây á, bằng nhà tường rồi kết hợp với nhà tôn thì cái chi phí thì bình thường nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều, nhưng mà nhà này lại xây tốn chi phí nhiều là lý do là bị cái đổ cái nền. Cô chú anh chị thấy á, là cái nền từ múc ở dưới đó đó là đổ thêm cát thêm bê tông vô rồi mà bây giờ nó vẫn còn thấp như vậy á, cô chú anh chị thấy đó, mình phải làm thêm một cái này luôn để cho ông bà đi xuống nè, ở hai bên là có cái tay cầm luôn nha. Phía sau này đáng lý là Yến cũng tính chán luôn, nhưng mà tại vì cái phần vật tư dư á, thì cũng còn rất là nhiều, thì cái người con của ông bà, người con nuôi á, thì nói là sẽ sang sẻ lại để ở sau sẽ làm thêm cái mái cho ông bà ở sau, thì cái này là gia đình sau này sẽ tự làm luôn. Dạ, thì mình vật tư dư thì cứ để đây để cho gia đình tự làm. Đây, cái chỗ này là mình cái cửa sau của mình đó. Dạ. Cô chú anh chị thấy cái nền á, là càng ngày càng chuối xuống sông luôn. Cho nên khi mình xây á, là mình đã bỏ vô là hơn 1 mét rồi, không có dám xây sát cái bờ nữa đó. Sát cái bờ là rất là nguy hiểm. Dạ. Yeah. Thì đó là nhà của ông bà, cô chú anh chị. Bây giờ là Yến sẽ mời cô chú anh chị cùng Yến mình đi gặp ông bà. Và Yến cũng sẽ công bố các cái phần số tiền. Dạ. Yeah.
À, dạ thưa ông bà, dạ bữa nay là mình đã hoàn thành nhà mới rồi ha ông bà ha. À, bữa nay hôm bữa thì con có báo cho ông bà biết là Mạnh Thường Quân cũng giúp đỡ cho gia đình mình một số tiền, thì cũng có nhà sửa lại cái nhà để cho ông bà ở, có chỗ ở để dưỡng già ha ông bà ha. Dạ bữa nay ông thấy nhà mình đẹp không ông? Nhà thì đẹp dữ lắm. Dạ. Dạ bà thấy nhà đẹp không bà? Nhà đẹp lắm. Nhà đẹp rồi ha bà ha. Dạ. Coi như tuổi già hai ông bà cũng có cái nhà lành lặn để ở ha, khỏi có sợ mưa sợ dột nữa. Dạ. Con cũng xin chia sẻ về số tiền cô chú Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho hai ông bà ha. Bây giờ con sẽ đọc nha. Ông bà cứ ngồi nghe thôi à ha. Dạ. Dạ, tổng số tiền nhận được là 95.107.000 đồng. Dạ thì trong đó có chị Mỹ Giang ở Mỹ gửi tặng 500.000 đồng, vợ chồng của anh Tòng và hai con Alina và Liam ở Mỹ gửi tặng 1.134.000 đồng, gia đình bác Tú Chi ở Mỹ gửi tặng 1.000.000 đồng, gia đình chị Mỹ và hai con Khang Khải ở Mỹ gửi tặng 500.000 đồng, gia đình anh chị Liên Nguyên ở Mỹ gửi tặng 500.000 đồng, chú Kim Khôi ở Mỹ gửi tặng 500.000 đồng, chị Liễu Nguyệt ở Canada gửi tặng 1.000.000 đồng, cô chú Mạnh Thường Quân ở Florida Mỹ gửi tặng 4.000.000 đồng, cô Kelly Wang ở Mỹ gửi tặng 150 đô Mỹ tương ứng 3.473.000 đồng, bác Lãnh Tôn ở Mỹ gửi tặng 100 đô Mỹ tương ứng 2.325.000 đồng, cô Lê Kim Hoa ở bên Cali Mỹ gửi tặng 50 đô Mỹ tương ứng 1.163.000 đồng, bác Hoàng Văn Nhân ở Mỹ gửi tặng 50 đô Mỹ tương ứng 1.163.000 đồng, nhóm chú Thịnh, cô Trang, chú Bình, cô Lệ ở bên Mỹ gửi tặng 200 đô Mỹ tương ứng 4.650.000 đồng, chú Nguyễn Gia Châu ở Mỹ gửi tặng 50 đô Mỹ tương ứng 1.163.000 đồng, cô Thanh, chú Long ở Mỹ gửi tặng 100 đô Mỹ tương ứng 2.325.000 đồng, cô Lâm Thị Thu Thủy ở Mỹ gửi tặng 500.000 đồng, bác Nguyễn Thị Đời ở Mỹ quê ở Sóc Trăng gửi tặng 100 đô Mỹ tương ứng 2.325.000 đồng, cô Ba ở Phần Lan gửi tặng 5.000.000 đồng, chị Long Phan ở Sài Gòn gửi tặng 3.000.000 đồng, chú Đức Sang và cô Đái Nà Giang ở Canada gửi tặng 1.000.000 đồng, cô chú Trang Di Hoa Trâm ở bên Úc gửi tặng 1.000.000 đồng, bác Mạnh Thường Quân ở Houston Mỹ gửi tặng 50 đô Mỹ tương ứng 1.163.000 đồng, cô Chiêu ở bên Úc gửi tặng 500.000 đồng, cô Dung, chú Vinh ở Mỹ gửi tặng 1.000.000 đồng, chú Người Thượng ở bên Cali Mỹ gửi tặng 1.000.000 đồng, anh Tắc Quý ở Canada gửi tặng 150 Canada tương ứng 2.723.000 đồng, chị Sung, chị Thu ở bên Úc gửi tặng 1.000.000 đồng, cô Nico Võ ở Pháp gửi tặng 1.000.000 đồng, nhóm các anh chị ở Na Uy gửi tặng 1.000.000 đồng, chị Cindy Nguyễn ở Mỹ gửi tặng 2.000.000 đồng, chị Ngọc An ở Đài Loan gửi tặng 2.000.000 đồng, cô Huỳnh Huyền Trân và chú David Mark ở Mỹ gửi tặng 1.000.000 đồng, cô chú Mạnh Thường Quân ở Portland, Oregon, Mỹ gửi tặng 1.000.000 đồng, bác Đức, bác Khang ở Mỹ gửi tặng 100 đô Mỹ tương ứng 2.325.000 đồng, cô Úc Thái Kim Hưng ở Paris, Pháp gửi tặng 1.000.000 đồng, chị Huỳnh Kim Hiền ở Mỹ gửi tặng 1.000.000 đồng, chú Minh ở Sài Gòn gửi tặng 1.000.000 đồng, cô Thủy ở bên Úc gửi tặng 1.000.000 đồng, cô Trịnh Tú Mai ở Mỹ gửi tặng 1.000.000 đồng, cô Ái Vì Ngô ở Mỹ gửi tặng 100 đô Mỹ tương ứng 2.325.000 đồng, chú Mạc Then ở Canada gửi tặng 50 Canada tương ứng 908.000 đồng, chị Trung Mỹ Thu ở Mỹ gửi tặng 1.000.000 đồng, cô Hải Vân ở Cali Mỹ gửi tặng 1.000.000 đồng, cô Diệu Hường ở Pháp gửi tặng 500.000 đồng, cô Nguyễn Tuyết Hồng ở Mỹ gửi tặng 500.000 đồng, cô Ngọc Hân ở Sóc Trăng gửi tặng 500.000 đồng, bác Nguyễn Minh Hùng ở Mỹ gửi tặng 500.000 đồng, anh chị Bùi Anh Vũ ở Canada gửi tặng 500.000 đồng, cô Bốn ở Vợ Chính Nhà Mỹ gửi tặng 2.000.000 đồng, cô chú Vân ở Texas Mỹ gửi tặng 2.000.000 đồng, nhóm dì Năm, chị Phượng, chị Liên, chị Trung Loan, Thúy Duyên ở bên Úc gửi tặng 2.000.000 đồng, cô Nhung Trần ở Mỹ gửi tặng 100 đô Mỹ tương ứng 2.325.000 đồng, anh Nhân ở Mỹ gửi tặng 50 đô Mỹ tương ứng 1.163.000 đồng, anh Kim ở Mỹ gửi tặng 50 đô Mỹ tương ứng 1.163.000 đồng, cô Ngân Trần và bé Đăng ở Mỹ gửi tặng 50 đô Mỹ tương ứng 1.163.000 đồng, cô Từ Biên Hoa và cô Từ Tâm Hạnh ở Mỹ gửi tặng 1.000.000 đồng, cô Hà Lâm ở Texas Mỹ gửi tặng 1.365.000 đồng, gia đình cô Lễ Châu Marie ở Canada gửi tặng 100 Canada tương ứng 1.815.000 đồng, cô có pháp danh là Hội Ngọc gửi tặng 500.000 đồng, cô Hòa ở Mỹ gửi tặng 2.268.000 đồng, ông bà Côn Nhường ở Oklahoma Mỹ gửi tặng 200 đô Mỹ tương ứng 4.680.000 đồng, cô Hoa ở bên Úc gửi tặng 500.000 đồng, bác Thơn ở Củ Chi gửi tặng 500.000 đồng, cô chú Mạnh Thường Quân giấu tên ở Mỹ gửi tặng 2.000.000 đồng, tổng số tiền nhận được là 95.107.000 đồng.
Dạ, đó là số tiền mà cô chú Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho hai ông bà ha. Dạ, thì 95.107.000 đồng. Tiếp theo thì con sẽ đọc về cái phần mà mình xây nhà, thì rồi với cái tiền chi ga của ông bà ha. Dạ, tiền chi ga thì mình bao gồm tiền xây nhà với lại tiền mua đồ đạc trong nhà cho ông bà sử dụng nha. Dạ, với số tiền dư còn lại luôn. Dạ. Dạ, tổng số. À, trước khi đọc về cái phần số tiền chi ga thì Yến cũng xin chia sẻ về cái phần xây nhà của ông bà. Dạ. Thì nhà của ông bà như ban đầu Hiển cũng có nói là mình xây nửa tường nửa ton thì chi phí nó sẽ thấp hơn là xây nhà tường. Nhưng mà có phần là hơi cao một tí là tại vì là cái nền của ông thì ở phía sau nó thấp quá và nó bị chuối xuống sông, cho nên phải đổ rất là nhiều cát, thêm bít tông nữa để cho mà nó cứng được cái nền. Chứ không thôi là cái nền sau là một thời gian nó sẽ bị sạt lở xuống sông luôn, rất là nguy hiểm. Dạ. Và Hiển cũng xin chia sẻ về cái số tiền xây nhà của ông bà. Thì cái số tiền là cái nhà là 4 x 9 m, thì số tiền là 62.997.000 đồng. Thì trong đó là bao gồm, thì cái này là cũng là hở báo cho Yến luôn. Dạ, bao gồm là xi măng 35 bao nhân cho 85.000 đồng thì tổng bằng 2.975.000. Cát 28 khối nhân 315.000 bằng 8.820.000 đồng. Đá 2 khối nhân 450.000 bằng 900.000. Sắt 8 10 ký nhân 25.000 bằng 250.000. Gạch xây 2.500 viên nhân 1.250 đồng bằng 3.125, bằng 3.125.000. Xiên luồng 30 cây nhân 170.000 bằng 5.100.000 đồng. Đòn tay 11 cây nhân 255.000 bằng 2.805.000. Kèo 4 cây nhân 335.000 bằng 1.340.000. Cột 6 cây nhân 450.000 bằng 2.700.000. Vuông cửa 24 cây nhân 115.000 bằng 460.000. Vuông cửa 14 6 cây nhân 80.000 bằng 480.000. Tôn lợp 38,8 m nhân 120.000 bằng 4.656.000. Tôn dừng là 80,5 m nhân 92.000 bằng 7.406.000 đồng. Tôn cửa cộng với phụ kiện của cửa nữa là 1.350.000. Ốp led 4 cây nhân 50.000 bằng 200.000. Bản mã âm cột 6 cái nhân 60.000 bằng 360.000. Bích tông 2 khối nhân 100.000 bằng 200.000. Gạch lót 37 thùng nhân 100.000 bằng 3.700.000 đồng. Gạch nhà vệ sinh 2 thùng nhân 115.000 bằng 230.000. Sơn 1 thùng 650.000. Bồn cầu chống tràn hầm xả qua thị 950.000. Sơn phun chống sét cho sắt thì 4 chai nhân cho 35.000 bằng 140.000. Phụ kiện gồm que hàn, bột chét, ghe đinh kẽm 700.000. Tiền công 13.500.000. Tổng số tiền mà 62.997.000 đồng. Thì cái này là phần bên thợ là báo cho Yến về cái này. Thì ở trong đây thì mình nặng là nặng cái phần cát, cát rất là nhiều. Tại vì là cái nền nó cô chú anh chị là bị thấp quá, thì cho nên là mình phải vô rất là nhiều cát, bao gồm cát nền với cát xây. Và sau đây Yến sẽ tiếp tục đọc cái phần mà chi ga. Tổng số tiền nhận được là 95.107.000. Tổng chi ra là 71.832.000 đồng. Thì trong đó bao gồm riêng xây nhà là 62.997.000 đồng, điện là 1.122.000, nước 235.000, tổng là 1.355.000. Tiền vận chuyển đồ mua là 650.000, một cái giường ngủ 1.350.000, một cái tủ quần áo 1.500.000 đồng, một cây quạt gió 180.000, một nồi cơm điện 1 lít 2 là 310.000, bếp ga bình dây vanh ga 1.150.000, kệ chén 430.000, một nệm một mùng một mền hai cái gói là 480.000, bộ thùng lau nhà 160.000, móc treo nhà vệ sinh trỗi dưới thảm 130.000, thùng đựng gạo xô gáo hũ gia vị là 165.000, bàn cộng với hai cái ghế nhựa nhỏ bằng 180.000, thêm hai cái ghế dựa là 420.000, xào quần áo 130.000, xà bông là 245.000. Tổng số tiền chi ga là 71.832.000. Thì Yến lấy là 95.107.000 trừ đi 71.832.000, số tiền còn lại là 23.275.000. Ngoài ra còn có cô chú Trang Di Hoa Trâm ở bên Úc gửi tặng 500.000 đồng. Thiển có mua gạo 20 kg 240.000, nhu yếu phẩm với cá mòi là 205.000 và một bọc lạp xưởng nửa ký là 85.000 đồng. Và ngoài ra còn có cô chú có pháp danh là Tịnh Từ và Trí Trung ở bên Mỹ có gửi tặng làm kiến cắt bàn thờ là 100.000 đồng. Thì vừa rồi là con đã đọc qua số tiền cũng như là danh sách các cô chú Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ cho ông bà ha. Và hôm nay là có nhà mới với lại có đồ đạc
trong nhà nữa, rồi ông bà có mừng không? Dạ mừng quá. Dạ. Dạ cũng có hai chồng già cũng cảm ơn các nhà mạnh thường quân, có nhà hảo tâm nó giúp đỡ cho hai chồng để có chỗ che nắng che mưa, cái nhà cũ nó muốn sập rồi đó. Dạ. Bây giờ thấy nhà thì quá đẹp đó. Bà ơi, bà có thấy có nhà mới, có đồ đẹp, bà có mừng không bà? Dạ mừng. Mừng nha bà ha. Dạ. Cảm ơn bà Phương Dung. Chị ai nè? À, chị có nhà hảo tâm. Hảo tâm. Cô giúp đỡ cho cô. Dạ. Dạ. Bà thì cái sức khỏe của bà lúc này hơi yếu của chú anh chị, cho nên là bà nói chuyện không có được nhiều. Ông ơi, thì cái phần tiền mà hồi nãy con đọc đó thì số tiền còn dư 23.275.000. Và số tiền này là ông bà cũng dự định mình để dành tiền để dưỡng già đúng không ông bà? À, đúng rồi, còn số tiền còn lại thì để dành trong lúc mà ốm đau hay là bệnh hoạn. Yeah. Thứ hai nữa là không có ăn thì lấy ra tiền lời ra ăn chút đỉnh gì đó. Yeah. Con có chia sẻ bạn với ông bà đó, thì cái tầng tiền mình dư á thì sẽ nhờ cái người con trai của ông bà thì đưa mình đi ngân hàng để gửi tiền để dành ha ông bà ha. Chứ ông bà lớn tuổi để tiền ở nhà cũng nguy hiểm quá ha. Thì gửi chồng rồi qua thì có được chút ít gì đó mỗi tháng mình lấy lên tận xài. Thì coi như là cái phần tiền cô chú Mạnh Thường Quân giúp đỡ thì còn dư, thì ông với bà mình để dành để dưỡng già, uống thuốc, ăn uống rồi ha, và gửi ngân hàng. Rồi bà thì bây giờ, ông với bà thì bây giờ cũng có cái bảo hiểm y tế rồi, thì bảo hiểm đó là của địa phương người ta cấp cho hộ nghèo. Thì cũng không tốn tiền nữa. Dạ. Bảo kiện bảo hiểm già 80 tuổi lấy lên đó. À. Dạ. Cái đó mà xài tới chết luôn đó, 100% á. Dạ, cho nên là mình cũng không có tốn cái chi phí đó nhiều. Dạ, nhưng mà nói đi, chung đi bác sĩ khỏi tốn tiền. Dạ, chỉ có tốn cái tiền xe cổ chút đỉnh thôi ha. Dạ. Dạ. Dạ, rồi mai mốt ông có tính mai mốt mình còn mai đồ nữa không? Có chứ, bữa dạ, làm để sống hàng ngày á ông thôi. Dạ. Bữa hổm ta đem đồ tới mà có bữa tôi dọn về nhà, ta đem đồ tới đâu có lãnh được. Yeah. Tôi nói lại rồi giờ cái này biết chừng nào mới rồi mà tôi đâu có biết được mà tôi lãnh. Yeah. Ta kêu gửi đồ để mai á. Dạ, gửi đồ mai. Một bộ cũng được 250. Bộ đồ là được 250 ha, bộ đồ áo sơ mi quần tây đó không? Rồi ha. Còn làm á. Dạ, gọi đợt trước con nghe nói có bộ có ai gửi bộ đồ mai mà có người ta có lại lấy chưa? Chưa. Ông, chưa lấy luôn. Ông sao ông hồi nào giờ đâu có vụ đó. Ông này người Miên mà ông kiếm ông may. Ông nói may khéo, ông tới ông may mình cũng vậy. Rồi ông nói để may là ông lấy không thấy không lấy, không biết có trục trặc gì về bệnh hoạn gì không? Dạ. Cũng có đồ làm lay rai hoài à. Dạ. Bà ơi, mắt bà bữa nay là thấy thấy con không? Bữa nay nhìn thấy rõ không? Thấy rõ. Thấy nay thấy đỡ hơn chút nghe. Coi như là hình như là vô nước biển làm như nó khỏe hơn chút nghe. Như là uống thuốc dữ lắm à. À. Mua thuốc hoặc huyết dưỡng não á. Dạ. Mua đằng mấy hộp á cho nó uống. Vậy là mua thuốc dưỡng não với lại vô nước biển là khỏe khỏe là mắt nó rõ hơn được chút nghe. Hôm bữa mà khởi công mình con thấy mắt hơi mờ ha, bữa nay là thấy nhìn thấy tươi tỉnh hơn được chút nè. Dạ. Dạ. Dạ vậy con xin thay mặt Mạnh Thường Quân trao cái số tiền còn lại cho ông bà ha. Rồi có gì nhờ cái anh con nuôi của ông bà đưa đi ra ngân hàng để mình gửi vô để dành, đừng có để nhà nghe người ta lấy mất. Dạ. Dạ, lấy lời chút ít ha. Dạ. Để ở nhà nguy hiểm nè mà không có lời. Dạ. Không có ra đồng xu nào hết. Dạ. Dạ. Dạ với lại mấy lần trước con đến thì cũng có Mạnh Thường Quân cho coi như hai lần trước còn lại thì cũng được một số tiền cũng hơn 10 triệu ha ông bà ha. Mấy cái cộng không lại là tiền của nó cho 4 triệu không dám rớ. Thì đây là số tiền còn dư là 23.275.000 ha. Dạ. Thì con trao chẳng 23 triệu là 280.000. Dạ. Ha, bây giờ ông để con ngồi xuống đất con đếm cho ông coi ha. Dạ. Dạ con đếm cho rõ ràng ha. Dạ 23.280.000. Dạ. Dạ đây ông coi ha, ông coi con đếm nha. Dạ. Bắt đầu con đếm nha. Dạ. Đây, một hai tờ là 1 triệu ha ông ha. Dạ 1 triệu nè. Dạ 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu, 5 triệu, 6 triệu, 7 triệu, 8 triệu, 9 triệu, 10 triệu,
11 triệu, 12 triệu, 13 triệu, 14 triệu, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Dạ, 280 ngàn. Dạ, rồi đây con làm đủ cho ông ha. Dạ. Này, con xin thay mặt Mạnh Thường Quân. Dạ, xin trao số tiền này cho ông ha, ông ha. Dạ. Rồi. Hai chồng già trân trọng rất cảm ơn các nhà Mạnh Thường Quân và các nhà hảo tâm đã có lòng giúp cho hai chồng tôi được cái nhà ở với được một số tiền nho nhỏ đặng gỡ vô nhà nước, ngân hàng nhà nước đặng có lời chúc ân chúc đỉnh sau này có lo bệnh hoạn và ăn uống hàng ngày nữa đó. Dạ. Rồi tôi rất cảm ơn. Dạ. Dạ. Rồi thì con hồi lúc trước có đến rồi cũng nghe ông bà tâm sự là cả cuộc đời là coi như không có cái chỗ nào để ở hết, là đi vòng vòng phải ở đậu ở ké hết nhà này nhà kia hết sớm luôn. Dạ. Hỏi người ta biết. Dạ, cho nên bây giờ thì coi như cũng có một cái căn nhà lành lặn để ông bà ở lúc tuổi già ha. Dạ. Ông bà ha, mai mốt. Dạ. Không có sợ nắng, không sợ mưa nữa ha. Dạ, dạ. Rồi con ơi, đây là quá sung sướng, không có bằng gì bằng bây giờ nữa. Nó có chỗ ở, không có sợ bị nắng mưa gió bão gì mình không sợ nữa. Dạ. Chứ cái nhà trước nhúc nhích là nghe rụt rịch muốn sập không mà. Không dặn mấy cái cục gạch để cục cây lên đó là nó bay mất tiêu lâu rồi. Dạ. Dạ thì con cũng xin cầu chúc cho ông bà luôn được khỏe mạnh ha, sống lâu trăm tuổi với con cháu nha. Dạ rồi thì có đi đâu thì nhớ cẩn thận rồi giữ gìn sức khỏe nha ông bà ha. Dạ kính thưa cô chú anh chị, hôm nay thì Yến đã hoàn thành bàn giao căn nhà của ông bà cụ Mai Đồ. Thì ông bà cũng rất là mừng vì khi tuổi già thì đã có một cái ngôi nhà lành lặn để cho ông bà có thể ở, không còn sợ nắng sợ mưa nữa. Cả cuộc đời thì không có cái nhà nào lành lặn để ở mà còn là ở đậu ở ké hàng ba, nhà bếp của nhà này tới nhà kia ở hầu như muốn hết sớm luôn. Dạ bây giờ có được ngôi nhà rồi ông bà rất là mừng, và ngoài ra có được thêm đồ đạc cùng với số tiền dư cô chú Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho ông bà để ông bà có cái tiền ăn uống uống thuốc lúc tuổi già nữa. Dạ xin chân thành cảm ơn các cô chú anh chị Mạnh Thường Quân và các nhà hảo tâm đã giúp đỡ cho hoàn cảnh của ông bà. Dạ, và Yến cũng xin cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi cái video của Yến. Yến xin chào và hẹn gặp lại.